Thế giới ngày qua vẫn chưa thể yên bình, châu Âu tiếp tục hứng chịu cú sốc an ninh mới. Điện Kremlin nóng mặt khi biên giới Nga hứng pháo kích ở ngày thứ ba liên tiếp. Lập tức tung đòn đáp trả, Moscow nhấn chìm đối thủ bằng hỏa lực của xe tăng bay. Đáng chú ý, ông Trùm Wagner tuyên bố thủ tiêu thành công chỉ huy lực lượng phòng vệ lãnh thổ của Ukraine, đồng thời nói Kiev đã tổn thất đến hơn 15.000 quân chỉ trong một tháng. Thực hư thế nào? Giữa lúc đó, Ukraine tiếp tục mai quân, thông báo 8 lữ đoàn bảo tố đã sẵn sàng xung trận sốt sắng muốn tiếp bước phần lan gia nhập NATO những hy vọng của Kiev sắp tăng thành mây khói. Tại sao lại như vậy? Ở những miếng khác, Washington xoay trục mạnh mẽ chưa từng có, phủ sóng khắp châu Á Thái Bình Dương. Vũ khí hạt nhân trở thành cơ sở nâng cấp liên minh Mỹ Hàn khiến Trung Quốc Triều Tiên khó chịu. Căng thẳng ở Biển Đông tiếp tục tăng nhiệt, Philippines khẳng định quan hệ với Mỹ là điều tự nhiên. Liên Hợp Quốc cảnh báo giao tranh tại Sudan gây khủng hoảng cho toàn bộ Đông Bắc Phi. Tất cả sẽ có trong toàn cảnh quốc tế ngay sau đây. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đang cùng theo dõi toàn cảnh quốc tế chương trình tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật nhất trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, giao tranh tại Đông Âu vẫn nguy hiểm và đầy thách thức sau khi Tổng thống Zelensky tuyên bố quyết khôi phục biên giới trên bộ và trên biển thông qua các trận đánh lớn. Tuy nhiên, riêng tại điểm nóng Krum, theo tờ The Atlantic mới đây dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Oleksiy Reznikov cho rằng Ukraine thậm chí sẽ giành lại quyền kiểm soát đối với bán đảo này mà không cần phải chiến đấu. Vậy thì chính quyền Kiev sẽ làm cách nào để thu hồi Crimea đây? Theo The Atlantic, khi biết rằng Crimea đang được xây dựng thành pháo đài, ukraine đã tính toán đến việc giải phóng crimea bằng biện pháp chính trị quân sự chứ không chỉ đơn thuần là phản công tờ này viết một khi lực lượng ukraine cắt đứt các tuyến đường bộ đường sắt và đường thủy đến bán đảo đồng thời nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự của nga bằng máy bay không người lái nhiều cư dân nga đặc biệt là những người nhập cư gần đây sẽ tin rằng nơi này không còn an toàn và tính đến việc sống ở nơi khác một số người được báo cáo là đã chạy trốn sau khi vụ nổ cầu kes xảy ra cũng như sau hàng loạt vụ nổ khác trên bán đảo trong bài bình luận trên The Atlantic, ông Rednikov nói, chúng tôi sẽ chiếm Krum mà không cần đánh. Hơn nữa, các kế hoạch chi tiết cho việc giải phóng Krum đã được lập ra cùng với một nhóm chuyên gia. Đại diện thường trực của Tổng thống Ukraine tại Cộng hòa tự trị Krum, bà Tamila Taseva đang phát triển chiến lược tái thiết Krum. Đồng thời, bà Taseva bác bỏ các ý kiến cho rằng Nga và Ukraine có thể cùng kiểm soát bán đảo. Giữa lúc đó, đài phát thanh Svoboda của Ukraine hôm 2 tháng 5 cho biết một vụ nổ đã làm rung chuyển căn cứ của lực lượng biên phòng Nga gần Simferopol thuộc bán đảo Crimea. Đài phát thanh cho biết các kênh Telegram của Nga đã chia sẻ loạt thông tin rằng có tiếng nổ đã phát ra ở Sevastopol vào tối ngày 2 tháng 5. Đài này khẳng định rằng vụ nổ xảy ra tại căn cứ của lực lượng biên phòng Nga gần Simferopol, đồng thời cho biết những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội có thể được dùng để định vị địa điểm xảy ra vụ nổ. Vụ việc xảy ra tại trung tâm huấn luyện của lực lượng biên phòng cũ nằm lân cận làng Skyner cách sân bay Simferopol vài km. Những ngày gần đây, hàng loạt vụ nổ đã xảy ra tại bán đảo Crimea vào đêm ngày 29 tháng 4 thông Công đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm, ông Mikhail Rusvoyev cũng đã báo cáo rằng một kho chứa dầu đã bốc cháy ở vịnh Kozacha. Ông khẳng định nguyên nhân là do bị tấn công bằng máy bay không người lái. Vào ngày 1 tháng 5, lực lượng Nga ở Crimea cũng tuyên bố rằng thiết bị phòng không của nước này cũng đã bắn hạ một số máy bay không người lái đang tấn công khu vực. Chưa dừng lại ở đó, theo CNN đưa tin, một quan chức Nga hôm 2 tháng 5 cho biết lực lượng Ukraine đã nã pháo vào thị trấn biên giới Kokovichi thuộc tỉnh Bryansk của Nga vào ban đêm. Và đây chính là lần thứ ba trong ba ngày Nga cáo buộc Ukraine tấn công khu vực vùng Tây Nam này. Thống đốc tỉnh Bryansk, ông Alexander Bogomas đã cáo buộc Ukraine tiếp tục tấn công Bryansk và cho biết không có thương vong nào. Trước đó, cũng tại Bryansk, vào hôm ngày 1 tháng 5, khu vực đường sắt của Nga dọc theo tuyến bryansk Onicha giáp Ukraine đã phát nổ, khiến một đoàn tàu chở dầu bị trật bánh. Đoàn video được quay tại hiện trường vụ nổ đường sắt cho thấy hàng chục toa tàu đã bị phá hủy và cháy rụi. Vào hôm 30 tháng 4, ông Bogomas cho biết những cuộc pháo kích của Ukraine vào các tòa nhà dân cư ở làng sujemka quận sizemsky đã làm thiệt mạng bốn dân thường ukraine thường không đưa ra bình luận hay xác nhận các vụ tấn công trên lãnh thổ nga một quan chức ukraine trước đây từng ám chỉ rằng nếu đã phát động chiến dịch ở ukraine nga phải lường trước được rằng từ nay sẽ không còn nơi nào là an toàn trên lãnh thổ của mình trong khi đó, các khu vực tiền tuyến vẫn đỏ lửa. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video ghi lại hình ảnh xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 khai hỏa tại một khu vực giao tranh ở Ukraine. Đoạn phim cho thấy chiếc xe tăng đã thực hiện tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, sau đó nhanh chóng di chuyển để tránh hỏa lực đáp trả. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đội xe tăng của quân đội Nga có được thông tin về vị trí của đối phương từ các phương tiện bay không người lái cỡ nhỏ, được đánh giá là một trong những dòng tăng chủ lực của quân đội Nga, T-72B3 là phiên bản nâng cấp của dòng xe tăng T-72, được biết đến rộng rãi nhờ các đặc tính chiến đấu ưu việt. T-72B3 được trang bị động cơ mạnh mẽ và vũ khí tối tân, với vũ khí trang bị chính là pháo nòng trơn 125mm. Đáng chú ý, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga hôm 2 tháng 5 đã khẳng định các chiến binh đã tiêu diệt thiếu tướng Ihor Tensiura, người đứng đầu lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine. Thật hư ra sao? Mời quý vị sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Wagner cho biết thiếu tướng Ihor Sujuria tử thương do pháo kích trên đường tới Bakhmut. Cụ thể, xe bọc thép chở chỉ huy Ukraine đã bị pháo thủ nhắm mục tiêu chính xác khi đang đi từ Chasivya tới Bakhmut, quãng đường dài chưa tới 20 km. Và giờ sau tuyên bố của ông Trùm Wagner hôm 2 tháng 5, phía Ukraine đã lên tiếng bác bỏ. Theo tờ The Guardian, một phát ngôn viên cho lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine nói trên đài truyền hình quốc gia rằng chúng tôi chính thức bác tuyên bố đó, chúng tôi không bình luận về chiến dịch tuyên truyền của quân địch, tất cả mọi người liên quan đều sống sót và khỏe mạnh. Song song với đó, hãng tin Ukraine RBC mới đây đã dẫn lời cố vấn tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đó chính là ông Mikhailo Bolodyak, cũng đã cho rằng các lực lượng Nga đang thay đổi chiến thuật khi sử dụng tên lửa trong các cuộc tấn công mới nhất và nhắm vào các cơ sở dân sự của Ukraine theo đó ông bodoliak cho biết điện kremlin đang nhắm mục tiêu vào dân thường nhằm đẩy nhanh cuộc phản công tiềm tàng của ukraine rõ ràng nga đã có một sự thay đổi nhất định trong chiến thuật và họ đang thực hiện các cuộc tấn công trực tiếp vào các tòa nhà và các khu vực nhà ở dân sự vị quan chức nói bên cạnh đó theo ông bodoliak điện kremlin đang sử dụng cách tiếp cận này để đạt được một số mục tiêu mà một trong số đó là khiến cho quân đội ukraine thực hiện phản công sớm hơn so với kế hoạch khi chưa chuẩn bị kỹ lưỡng cũng theo vị phát ngôn viên nga đang dùng thường dân để thúc đẩy kêu gọi đàm phán hòa bình từ các nước phương Tây. Thêm vào đó, theo tờ The Bill của Đức, quân đội Ukraine đang huấn luyện các binh sĩ chèo thuyền nhỏ để chiến đấu trên sông Dnipro ở miền Nam. Trong khi đó, các lực lượng Nga ở Kherson chuẩn bị thủ thế trước cuộc phản công của Kiev. Cụ thể, quân đội Kiev đang có kế hoạch sử dụng lực lượng đặc nhiệm hoạt động trên những con thuyền Kayak cỡ nhỏ để vượt sông Dnipro. Ukraine đã mua nhiều thiết bị đặc biệt cho kế hoạch này và thuê các chuyên gia huấn luyện từ đầu năm nay. Tờ báo của Đức còn đăng tải các bức hình và clip cho thấy trong một trại huấn luyện, các chiến binh tinh nhuệ của Ukraine đang được đào tạo để vượt sông. Họ đang được trang bị đầy đủ vũ khí lên thuyền nhỏ và chèo qua sông. The Times của Anh Quốc trích dẫn các báo cáo cho biết, hồi tháng 10 năm 2022, quân đội Ukraine đã thất bại trong việc giành lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia trong một trận đánh vượt sông Dnipro. Theo tờ Bill, một công dân Đức đã tham gia vào quá trình huấn luyện của lực lượng tinh nhuệ Ukraine. Thuyền ca giác thực sự hiệu quả hơn thuyền máy trong việc tiếp cận vị trí quân Nga. Vì thuyền ca giác không có tiếng động cơ nên rất khó bị phát hiện. Những chiếc thuyền ca giác mà Ukraine đang sử dụng cũng dễ tháo lấp hoặc là vận chuyển trên những địa hình khó khăn. Hơn hết, thuyền cai giác có lớp phủ ít và mức phát xạ hồng ngoại thấp, nên quân đội Nga rất khó phát hiện vào ban đêm. Do đó, quân đội Ukraine sẽ có thể âm thầm băng qua sông hoặc là các hồ chứa cùng với sự che chắn của các thiền xạ bắn tỉa đã sẵn sàng bờ bên kia. Theo tờ The Bill, các hoạt động vượt sông tấn công có thể được thực hiện ở bất kỳ tuyến phòng thủ nào của Nga gần các hồ chứa lớn. Tuần trước, một số thông tin cho biết quân phòng thủ Ukraine đã đổ bộ lên tả ngàn sông Đi pro ở Kherson. Quân đội Ukraine đã kêu gọi bảo mật thông tin về cuộc vượt sông vì sự an toàn của các binh sĩ. Chưa dừng lại ở đó, tờ The Guardian đưa tin Ukraine vừa thông báo 8 nữ đoàn mới thành lập gồm 40.000 binh sĩ đã sẵn sàng cho cuộc phản công sắp tới. Bộ Nội vụ Ukraine ngày 2 tháng 5 thông báo đã chuẩn bị sẵn sàng cho 8 nữ đoàn bảo tố mới thành lập gồm 40.000 binh sĩ. Bộ này nói thêm việc huấn luyện và chuẩn bị vẫn đang tiếp tục để gia tăng cơ hội thắng lợi. Ông Ihor Klimenko, Nguyên Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết 40.000 quân nhân nói trên cần được cung cấp thêm vũ khí trước khi sát cánh cùng với lực lượng tấn công. Tuy vậy, tờ The Guardian bày tỏ nghi ngờ về tính hiệu quả của 8 lữ đoàn bảo tố nói trên khi nhiều thanh niên Ukraine được cho là không sẵn sàng nhập ngũ và chiến đấu khi xung đột đã bước qua tháng thứ 15. Bên kia chiến tuyến, theo đài RT đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 2 tháng 5 cho rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã tổn thất hơn 15.000 binh sĩ chỉ trong tháng 4 phát biểu trong cuộc họp với các quan chức quân sự hàng đầu của nga ông shoigu cho biết quân đội ukraina đã chịu tổn thất nặng nề bất chấp sự hỗ trợ chưa từng có của các quốc gia phương tây cả Ukraine và Nga đều không thường xuyên cập nhật thông tin thương vong của chính họ trong các trận giao tranh đẫm máu ở chiến trường Đông Âu. Tuy nhiên, thống kê thương vong của hai bên đã được đưa ra ánh sáng vào tháng trước trong bản đánh giá của Washington sau khi lô tài liệu mật của lầu năm góc bị rò rỉ trên mạng. Tờ Washington Post đã trích dẫn một trong những tài liệu bị rò rỉ cho biết khoảng 124.000 đến 131.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc là bị thương kể từ khi chiến dịch quân sự bùng nổ hồi tháng 2 năm 2022. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Ukraine Alexei Rednikov trong một cuộc phỏng vấn đã bác bỏ đánh giá này, đồng thời cho rằng số binh sĩ thiệt mạng ít hơn số nạn nhân trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria xảy ra hồi tháng 2 năm nay. Theo thống kê, tổng số ca tử vong được báo cáo từ các trận động đất ở hai quốc gia này đã lên tới hơn 55.000 người. Vị tướng Ukraine sau đó cũng đã lên tiếng xin lỗi vì sự so sánh trên. Bên cạnh đó, theo Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 2 tháng 5 còn cho biết Moscow đang dán những đòn nặng nề trên toàn bộ chiến tuyến của Kiev. Tuy nhiên, việc bổ sung kịp thời về vũ khí và thiết bị quân sự vẫn có vai trò quan trọng, quyết định thành bại trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine theo đó trong một cuộc họp với quan chức quân sự hàng đầu của nga ông shoigu cho biết các lực lượng vũ trang của nước này đang chiến đấu dọc theo toàn bộ chiến tuyến và đang đối đầu không chỉ với ukraine mà còn với sự hỗ trợ quân sự chưa từng có từ phương tây bộ trưởng quốc phòng nga khẳng định quân đội nước này đã thành công phá hủy nhiều kho vũ khí mà phương tây viện trợ cho kiev hơn thế, bản cập nhật được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho biết quân đội nước này đã nhận đủ vũ khí cho năm 2023 để đánh bại kẻ thù. Song ông Shoigu đã yêu cầu các doanh nghiệp quốc phòng thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng tốc độ và số lượng sản xuất vũ khí chính xác cao cho quân đội trong thời gian ngắn nhất có thể. Vị quan chức đồng thời nhấn mạnh thành công của lực lượng Nga trên chiến trường sẽ phụ thuộc phần lớn vào việc bổ sung kịp thời vũ khí và các thiết bị quân sự. Quân đội Nga những ngày gần đây cũng đã loại bỏ và làm bị thương hàng chục binh sĩ Ukraine trong các cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều tuần qua. Trước đó, hôm 1 tháng 5, lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin cho biết các binh sĩ của ông đã chiến đấu với vai trò tiên phong trong các cuộc tấn công tại Bakhmut, đồng thời tiếp tục cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp đủ đạn dược cho các chiến binh của ông. Ông Prigozhin còn cho biết lực lượng Wagner cần 300 tấn đàn pháo mỗi ngày, nhưng chỉ nhận được 1 phần 3 số đó. Tuy nhiên, theo bản báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh, Nga hiện không có đủ đạn dược để đẩy mạnh tấn công giành ưu thế trên chiến trường Ukraine. Moscow vẫn tiếp tục giành ưu thế cho công nghiệp quốc phòng, thế nhưng ngành này hiện không thể đáp ứng đủ được yêu cầu trong thời chiến, đặc biệt trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraine đang cần kề. Theo tình báo Vương quốc Anh, giới lãnh đạo chính trị Nga đã liên tục đòi hỏi phải có các bước tiến trên mặt trận, trong khi các chuyên gia hậu cần đang gặp nhiều vấn đề. Điển hình là gần đây Nga đã sa thải Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mikhail Mizinstev, ông vốn là người chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị và kỹ thuật cho quân đội trong 8 tháng vừa qua. Bà báo cáo còn cho biết tình trạng thiếu đạn dược đã gây mâu thuẫn nội bộ ở Nga, đặc biệt là giữa nhóm lính đánh thuê Wagner và lực lượng chính quy. Trong khi đó, trang RT cho biết Chủ tịch Hội đồng thăm mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ tướng Mark Milley mới đây cũng đã chia sẻ Washington đã đào tạo và trang bị các lực lượng Ukraine cho hoạt động quân sự sắp tới, nhưng cuộc chiến vẫn sẽ rất khó phân định thắng bại trong năm 2023. Trong buổi phỏng vấn podcast với tạp chí phân tích Forays Affairs, ông Milley đã được hỏi có kỳ vọng gì về cuộc phản công Ukraine hay không? Ông cho biết Mỹ và các đồng minh NATO đang huấn luyện các binh sĩ Ukraine và cung cấp thiết bị cho chính lưu đoàn tổng hợp vũ khí, thiết giáp và bộ binh cơ giới. Ông Milley nói thêm, các binh sĩ Ukraine đã có khả năng tấn công, phòng thủ và vũ khí nhiều hơn so với một năm trước đây. Họ có nhiều kế hoạch và phải phối hợp những điều đó lại để thực hiện một chiến dịch phản công. Theo ông Milley, nếu Ukraine tiến hành tấn công, bất cứ kết quả nào cũng có thể xảy ra. Một là không thành công, hai là làm sụp đổ hoàn toàn mặt trận của Nga. Ông Miley lưu ý, tôi nghĩ một trong hai bên sẽ khó đạt được mục tiêu chính trị. Chiến tranh là cuộc chiến chính trị thông qua việc sử dụng các hoạt động quân sự. Điều đó là một thách thức lớn. Khả năng đạt được mục tiêu của hai bên sẽ khó xảy ra trong năm nay. Ông Mele cũng cho rằng Nga đã thất bại khi không đạt được bất kỳ mục tiêu nào ở Ukraine. Những người có lý trí ở Moscow rồi sẽ phải chấp nhận đàm phán vì họ biết rất khó để chiến thắng. Hôm 1 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael Marco nhận định rằng chiến dịch mùa xuân của Kiev phải thành công để phương Tây tiếp tục viện trợ. Nó mới có thể khởi đầu các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột. Và cũng trong buổi podcast, tướng Milley cũng đã khẳng định rằng quan hệ quân sự của Nga và Trung Quốc là rất khiêm tốn. Cả hai nước này đều nhận thức được sức mạnh quân sự của Mỹ, do đó họ không muốn đối đầu trực tiếp. Đáng chú ý, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ hai quan chức Mỹ mới đây cho biết Washington có kế hoạch công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu đô la cho Ukraine ngay sau ngày 3 tháng 5. Và đây là lần đầu tiên gói viện trợ sẽ bao gồm tên lửa tầm ngắn phóng từ trên không. Hi-RA 70 là tên lửa không điều khiển phóng từ trên không do tập đoàn General Dynamics sản xuất. Các tên lửa này thường được phóng từ các khoang gắn trên máy bay, có thể giúp cho Ukraine tấn công các căn cứ trên bộ của Nga, yểm trợ trên không cho các lực lượng mặt đất của Ukraine khi Kiev đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mùa xuân. Theo các quan chức giấu tên, gói viện trợ sẽ bao gồm cả các khẩu pháo là Howitzer 155mm, Ngoài ra, đạn pháo HIMARS và Howitzer tên lửa chống tăng TOW và súng cối cũng sẽ được gửi đến. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã sử dụng quyền rút tiền của tổng thống để thiết lập gói viện trợ này. Quyền rút tiền cho phép tổng thống chuyển giao các vật phẩm trong kho của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của quốc hội trong trường hợp khẩn cấp. Đây sẽ là gói hỗ trợ an ninh thứ 37 được Mỹ phê duyệt cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm ngoái với tổng số tiền gần 36 tỷ đô la Mỹ. Việc này cũng đã diễn ra giữa lúc Quốc hội và Nhà Trắng đang tranh cãi gây gắt về vấn đề tránh vỡ nợ. Nhiều đảng viên đảng Cộng Hòa hiện nay đang yêu cầu cắt giảm mạnh chi tiêu trong nước để hạ mức nợ. Mà khác, hãng thông tấn Đức DPA hôm 2 tháng 5 đã đưa tin Washington và Berlin vẫn chưa sẵn sàng đưa ra bất kỳ lời hứa nào với Kiev về tư cách thành viên NATO của nước này trong tương lai. Và vì thế, hy vọng sớm gia nhập khối quân sự do Mỹ đứng đầu của Ukraine có thể sẽ tăng thành mây khói. Theo thông tin của DPA, các thành viên chủ chốt của khối NATO như Mỹ và Đức gần đây nêu rõ, ngoài tuyên bố chung ủng hộ quyết định của Hội nghị Thượng đỉnh NATO Bucharest năm 2008 liên quan đến tư cách thành viên trong tương lai của Ukraine, họ hiện không muốn đưa ra thêm bất kỳ một cam kết nào về vấn đề này. Trước đó, các nhà lãnh đạo của quốc gia thành viên NATO nói rằng Ukraine và một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, đó chính là Georgia, nên gia nhập khối liên minh, nhưng không đưa ra bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào cho việc gia nhập của cả hai nước. Trong chuyến thăm tới Kiev vào tháng trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nhắc lại rằng vị trí xứng đáng của Ukraine là trong NATO và theo thời gian, sự hỗ trợ của chúng tôi sẽ giúp điều này trở thành hiện thực. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo không cho biết chính xác thời điểm Ukraine trở thành thành viên NATO. Vài ngày sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Bristoriot đã nhanh chóng bác bỏ quyết định khuyến khích Ukraine trở thành thành viên NATO và cho rằng đây không phải lúc để quyết định tư cách thành viên của Ukraine trong NATO. Các thành viên của khối nên xem xét vấn đề này với cái đầu lạnh và trái tim nóng, không phải ngược lại Ông Bristolios nói. Bình luận của Bộ trưởng Đức đã khiến cho Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Piotr Waszczyk tức giận và tuyên bố Pháp, Đức và các nước ở Tây Âu nói chung luôn phản đối việc Ukraine gia nhập EU hoặc là NATO. Đầu tuần này, ông Gitanas Noseda, Tổng thống một quốc gia thành viên NATO khác là Libya nói rằng sẽ rất khó để đưa Ukraine trở thành thành viên của khối trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn tiếp diễn và chính quyền Kiev cũng nhận thức rõ điều này. Ông nói thêm. Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak, gần đây cũng đã nhắc lại mong muốn gia nhập liên minh của Kiev, đồng thời tuyên bố an ninh ở châu Âu sẽ không thể khôi phục nếu như Ukraine không có tư cách thành viên đầy đủ trong NATO. Moscow coi việc mở rộng về phía đông của NATO là một mối đe dọa an ninh lớn, đồng thời chỉ ra rằng việc Ukraine thúc đẩy gia nhập khối là một trong những lý do chính khiến cho Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt cách đây hơn một năm. Ở diễn biến khác, theo Sky News mới đây đưa tin, trong báo cáo ngày 2 tháng 5 của Cơ quan Tình báo và An ninh Quốc gia Đan Mạch Pat Nga có thể đang tuyển mộ thường dân, lợi dụng các nhà báo và doanh nhân để theo dõi quốc gia Bắc Âu này, và đây có thể xem như là một giải pháp thay thế cho các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất hồi năm ngoái do nghi ngờ làm gián điệp. Theo PET, Đan Mạch kiểm soát lối vào biển Baltic, do đó có vai trò chiến lược quan trọng trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự với Nga. Đây như là một điểm trung chuyển cho quân tiếp viện của NATO, khiến Đan Mạch trở thành tâm điểm chú ý đặc biệt của Nga. Đan Mạch cùng với các nước EU khác cũng đã trục xuất 15 nhân ngoại giao Nga hồi tháng 4 năm ngoái, làm tê liệt khả năng do thám của Nga trên đất Đan Mạch. Báo cáo của PET cũng đã nêu rõ, nhu cầu của Nga nhằm có được thông tin ở Đan Mạch đã tăng lên, và do đó PET đang nghi ngờ Nga sẽ cố gắng sử dụng những cách khác ở Đan Mạch. Cụ thể, Moscow có thể sẽ thiết lập mạng lưới tình báo ở Đan Mạch bên ngoài các cơ quan ngoại giao, ví dụ như là các nhà báo hoặc là doanh nhân, hoặc là sử dụng các nhân viên tình báo không thường trực, hay thậm chí chiêu mộ bất kỳ nguồn tin nào của Đan Mạch ở Nga hoặc là các nước thứ ba. Thưa quý vị, cuộc chiến giữa nga và ukraine kéo dài suốt hơn một năm qua đã khiến cho châu âu hứng chịu cú sốc an ninh cực lớn và đe dọa nghiêm trọng bàn cờ địa chính trị toàn cầu. Trong khi đó, mỹ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược xoay trục châu á thái bình dương, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của mỹ những thập niên đầu thế kỷ 21, nhằm tái cân bằng vị thế của washington tại châu á. Vừa qua, tổng thống philippines Ferdinand Marcos Jr cũng đã có chuyến công du hoa kỳ và hội đàm với người đồng cấp mỹ Joe Biden vào hôm 1 tháng 5. Trong đó, thì Washington đã đồng ý cùng Manila thiết lập các phương pháp hợp tác ba bên với Nhật Bản. Giữa lúc các nước đều bày tỏ lo ngại đối với các hoạt động quân sự của Trung Quốc quanh đảo Đài Loan và các khu vực khác thuộc Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Hội đầu tuần, các quan chức Philippines cho biết ý tưởng về các cuộc đàm phán an ninh giữa các cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Nhật, Philippines đã được các nước thảo luận. mà khác, ông Biden và ông Marcos cũng đã đồng ý tìm kiếm hợp tác ba bên với Úc liên quan đến quan hệ song phương. Kyodo News hôm 2 tháng 5 đã dẫn thông tin từ Nhà Trắng cho biết Washington và Manila đã đạt được thỏa thuận về các hướng dẫn quốc phòng song phương mới nhằm cải thiện khả năng tương tác của lực lượng đôi bên trong các hoạt động trên bộ, trên biển, trên không và không gian mạng. Trong đó, Tổng thống Biden nhấn mạnh Mỹ kiên định trong cam kết bảo vệ Philippines, bao gồm ở khu vực Biển Đông, đồng thời Washington cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ Manila hiện đại hóa quân đội. Nhà Trắng cũng đã công bố kế hoạch chuyển giao 3 máy bay vận tải C-130 và các tàu tuần tra bổ sung cho Philippines để giúp cho nước này nâng cao khả năng không vận và hàng Hải. Trao đổi với báo giới, ông Marcos cũng cho biết Philippines đang phải đối mặt với tình hình địa chính trị phức tạp do những thách thức mới. Việc Manila tìm cách củng cố quan hệ với Washington, đối tác hiệp ước an ninh duy nhất của Philippines là điều tự nhiên, nhất là khi căng thẳng ở Biển Đông tiếp tục tăng nhiệt. Tháng trước, Hoa Kỳ và Philippines cũng đã tổ chức cuộc họp đầu tiên giữa các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao kể từ năm 2016. Vào tháng 2, ông Marcos đã cấp cho Hoa Kỳ quyền tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự. Như vậy, cho đến nay, lính Mỹ có thể sử dụng 9 căn cứ tại Philippines. Không dừng là ở đó, theo NHK, một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở Hiroshima vào ngày 19 tháng 5 tới đây. Hôm 1 tháng 5, quan chức Mỹ giấu tên chia sẻ với báo giới rằng Hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ-Nhật Hàn sẽ tổ chức khi Tổng thống đến Hiroshima dự Hội nghị thượng đỉnh G7, khai mạc vào ngày 19 tháng 5. Tuy nhiên, Washington không tiết lộ lịch trình chi tiết. Theo NHK, đây chính là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Mỹ, Nhật, Hàn kể từ khi lãnh đạo các nước gặp nhau tại Campuchia vào tháng 11 năm ngoái. Khi lãnh đạo Hàn Quốc Yoon suk yeol đến thăm Washington vào tháng trước, Tổng thống Biden đã hoan nghênh nỗ lực hàn gắn quan hệ của Tokyo và Seoul trong thời gian gần đây. Ông chủ Nhà Trắng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hợp tác giữa ba nước. NHK dẫn lời các chuyên gia cho rằng Tổng thống Biden đang mong muốn thúc đẩy liên minh Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc trước những thách thức ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có các vấn đề liên quan đến Trung Quốc và Triều Tiên. Cùng lúc đó, theo Reuters đưa tin hôm 2 tháng 5, khi tổng kết chuyến công du Hoa Kỳ vừa qua với nội các, Tổng thống Hàn Quốc Jun suk yeol đã khẳng định Seoul đang nâng cấp liên minh với Mỹ, đặc biệt là dựa trên hạt nhân. Được biết, Washington cũng đã cam kết sẽ giúp Seoul hiểu rõ về các kế hoạch phòng thủ bằng hạt nhân trong trường hợp bùng nổ xung đột với Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk so yeol đã tham gia hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Joe Biden ở Washington vào cuối tuần trước. Cuộc gặp diễn ra giữa bối cảnh Seoul đang ngày càng lo lắng về tốc độ phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa nhanh chóng của Triều Tiên. Đã có nhiều thành viên cấp cao trong đảng của ông Yoon kêu gọi đã đến lúc Hàn Quốc nên phát triển vũ khí hạt nhân cho mình. Tuy nhiên, Mỹ bác bỏ đề xuất này và khẳng định sẽ dùng chiếc ô hạt nhân của mình để bảo vệ đồng minh châu Á. Trong cuộc họp hôm 2 tháng 5 với nội các, ông Yoon cho biết liên minh Mỹ-Hàn đã nâng cấp hiệp ước phòng thủ chung lên cấp độ hạt nhân, đồng thời mở rộng liên minh về chủ cung ứng công nghiệp khoa học công nghệ. Thưa quý vị lãnh đạo hai nước đồng thuận rằng tuyên bố Washington mà Mỹ hàng đạt được vừa qua sẽ mở đường để thành lập một nhóm tư vấn hạt nhân có thể giúp cho Hàn Quốc có được cái nhìn rõ ràng và có tiếng nói hơn về kế hoạch dự phòng của Mỹ để đối phó và phản ứng trước mọi sự cố hạt nhân trong khu vực. Đôi bên cũng đã đồng ý thúc đẩy quan hệ đối tác mới trong chuỗi cung ứng và cùng lĩnh vực khoa học công nghệ như là an ninh mạng, pin và xe đạp, công nghệ lượng tử, đầu tư kinh tế và hỗ trợ nước ngoài. Tổng thống Jun đánh giá cơ chế kế hoạch hạt nhân của tuyên bố Washington sẽ hiệu quả hơn nhóm lập kế hoạch hạt nhân của NATO do nó tạo điều kiện thuận lợi để các thảo luận song phương diễn ra thường xuyên hơn. Ông cũng cho biết thêm, nhiều tài sản chiến lược của Mỹ sẽ được triển khai thường xuyên tới Hàn Quốc để duy trì tư thế đáp trả áp đảo. Chúng ta sẽ xây dựng hòa bình và nền an ninh mạnh mẽ dựa trên sức mạnh áp đảo, chứ không phải nền hòa bình giả tạo dựa vào thiện chí của quốc gia bên kia bán đảo, ông Yu nói. Có thể thấy, Mỹ đang phụ sóng khắp châu Á khi tăng cường ngoại giao với các đồng minh chủ chốt tại khu vực. Tuy nhiên, các chuyên gia cấp cao của Hàn Quốc hôm 1 tháng 5 cho rằng, Chính sách ngoại giao thân Mỹ của Seoul cùng với các hoạt động răng đe và khiêu khích chống lại Triều Tiên đã làm gia tăng lo ngại cho ổn định tại khu vực. Ông Kwon Ki-sik, người đứng đầu Hiệp hội Hữu nghị thành phố Hàn Quốc, Trung Quốc, cho biết chiến lược răng đe sẽ chỉ khiến cho Triều Tiên phản ứng dữ dội hơn về vấn đề hạt nhân, gây nguy hiểm cho hòa bình khu vực. Ông nói, thỏa thuận triển khai tàu ngầm hạt nhân chiến lược đến bán đảo Hàn Quốc và Hoa Kỳ cuối cùng sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo. Do đó, chuyến thông của ông Jun đã tác động tiêu cực đến hòa bình và sự ổn định trên bán đảo trong khi đó ông wu kyung giám đốc viện nghiên cứu đông á của hàn quốc cho rằng cuộc hội đàm giữa nguyên thủ hai quốc gia đã không đưa ra được giải pháp thiết thực cho cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo triều tiên và hàn quốc đang thực hiện ngoại giao của thời chiến tranh lạnh Ông cho rằng các vấn đề trong khu vực cần phải được giải quyết bởi các quốc gia trong khu vực thông qua các hoạt động tham vấn và hợp tác chặt chẽ. Cho dù sử dụng biện pháp nào đi chăng nữa, thì cũng không nên gây tổn hại đến an ninh và sự ổn định trong khu vực bằng cách vận chuyển vũ khí hạt nhân và các khí tài tiên tiến khác đến bán đảo. Chính quyền ông Jun suk yo đang theo đuổi chính sách ngoại giao của thời chiến tranh lạnh. Đặc trưng của chính sách này chính là sự thù địch được tạo ra bởi sự chia rẽ về ý thức hệ trong một hệ thống đơn cực của thế kỷ 20 các chuyên gia quốc tế cũng chỉ ra rằng việc triển khai vũ khí hạt nhân đến bán đảo triều tiên của mỹ là một động thái nguy hiểm kích động chiến tranh cựu sĩ quan quân đội mỹ ông scott Bernack cho biết chính quyền biden đang tìm kiếm một cuộc xung đột giữa hàn quốc và triều tiên bằng một nước cờ cực kỳ nguy hiểm bà christina nhà sáng lập và giám đốc điều hành của woman cross dmz nhận định rằng việc triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt như vậy là thêm dầu vào lửa Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đã có động thái chỉ trích đối với hợp tác răng đe mở rộng tăng cường mà Tổng thống Hàn Quốc Yoon seok yeol ca ngợi là thành tựu hàng đầu trong hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Joe Biden hồi tuần trước. Đáp lại sự phản đối của Bắc Kinh, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng đã kêu gọi Trung Quốc ít nhất nên nỗ lực giảm thiểu mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên trong buổi tiệc trưa đột xuất với các phóng viên hôm thứ ba ông jun nói nếu trung quốc muốn phản đối và chỉ trích chúng tôi về việc nâng cấp hợp tác an ninh giữa seoul và washington thành khả năng răng đe mở rộng dựa trên vũ khí hạt nhân thì ít nhất họ nên nỗ lực giảm thiểu các mối đe dọa hạt nhân từ triều tiên hoặc là tuân thủ luật pháp quốc tế liên quan đến các biện pháp trừng phạt của hội đồng bảo an liên hợp quốc đối với các mối đe dọa hạt nhân của triều tiên ông nói thêm không phải nghị quyết của liên hợp quốc là một phần quan trọng của luật pháp quốc tế sau làm sao họ có thể bảo chúng tôi phải làm gì khi họ không hề tham gia vào các biện pháp trừng phạt chúng tôi không có lựa chọn nào khác Trước đó, trong một bài xã luận, Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc viết, việc đưa sức mạnh hạt nhân của Mỹ vào bán đảo Triều Tiên chắc chắn sẽ kích động Triều Tiên mạnh mẽ và làm trầm trọng thêm tình thế tiến thoái lưỡng nan và an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc, tờ báo cũng viết, triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên là một hành động khiêu khích cực kỳ nguy hiểm nhắm vào Trung Quốc, Nga và Triều Tiên, và rằng Washington cũng như là Seoul sẽ phải đối mặt với sự trả đũa ở cấp độ chiến lược và có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng hạt nhân khác trong khu vực trung quốc đã ngăn chặn các hành động của liên hiệp quốc chống lại triều tiên tại các cuộc họp gần đây của hội đồng bảo an liên hợp quốc đồng thời tuyên bố các cuộc tập trận quân sự chung giữa mỹ và hàn quốc đang đe dọa triều tiên trong khi đó washington cáo buộc bắc kinh và moscow đang khuyến khích tham vọng hạt nhân và tên lửa của bình nhưỡng Bữa tiệc trưa với các phóng viên diễn ra khi ông Jun chuẩn bị kỷ niệm một năm nhậm chức vào ngày 10 tháng 5. Ông chỉ biết một năm đã trôi qua với nhiều biến động và ông dự định nhìn lại khoảng thời gian đó để điều chỉnh những khía cạnh cần phải thay đổi và bổ sung. Ông nói tôi dự định nhìn lại xem đất nước và xã hội của chúng tôi đã thay đổi ở mức độ nào. Chúng đã trở nên sống động, ấm áp và đầy hy vọng hơn cho các thế hệ tương lai ra sao. Xã hội trở nên công bằng và an toàn hơn như thế nào, cũng như là an ninh quốc gia đã được đảm bảo hơn ra sao. Và sau đó tôi sẽ đẩy nhanh tốc độ thay đổi ở những nơi đã bị chậm trong năm vừa qua và trong một số lĩnh vực tôi sẽ điều chỉnh theo hướng của những thay đổi đó. Thưa quý vị, vụ việc khinh khí cầu Trung Quốc bị tình nghi hoạt động do thám đi vào không phận của Mỹ hồi cuối tháng 1 năm nay là một trong những nguyên nhân làm gây gắt thêm cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc, khi mối quan hệ giữa hai ông lớn có thể nói là một trong các ví dụ điển hình nhất về việc là cạnh tranh ảnh hưởng của các cường quốc. Đáng chú ý, Mỹ mới đây cũng đã tiếp tục phát hiện một quả khinh khí cầu bí ẩn, lần này là ở bang Hawaii. Tuy vậy, theo nguồn tin của NBC News, Lầu Năm Góc chưa đánh giá vật thể này là mối đe dọa an ninh. NBC News hôm 1 tháng 5 trích lời ba quan chức Mỹ giấu tên cho biết, quân đội Mỹ đang theo dõi một vật thể bay không xác định ở Thái Bình Dương. Nó được mô tả là khinh khí cầu bí ẩn, bay qua Hawaii hôm 1 tháng 5 và có vẻ hướng tới Mexico. Theo nguồn tin của NBC, chưa rõ vật thể đó là gì và đến từ đâu. Đường bay của nó qua quần đảo Hawaii không tiến gần bất kỳ khu vực quân sự nhạy cảm nào. Lầu Năm Góc đã theo dõi vật thể này từ cuối tuần trước và quân đội tin rằng nó không gây ra mối đe dọa đối với giao thông hàng không hoặc an ninh quốc gia Mỹ. Giới chức vẫn đang làm việc để xác định nguồn gốc khinh khí cầu. Thông tin được NBC đưa ra, gần 3 tháng sau khi quân đội Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc ở ngoài khơi Nam Carolina, gây căng thẳng giữa hai nước. Mỹ cáo buộc khinh khí cầu có mục đích do thám, nhưng Trung Quốc bác bỏ và chỉ trích Washington phản ứng thái quá. Sau đó, Hoa Kỳ và Canada đã bắn hạ ba vật thể bay khác xuất hiện trên bầu trời Bắc Mỹ trong hai tuần liên tiếp. Tên lửa Sidewinder dùng để bắn hạ các vật thể có giá ít nhất 470.000 đô la. Trong khi đó, những diễn biến mới nhất về cuộc đụng độ giữa các phe phái ở Sudan tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Mới đây, quân đội Sudan và nhóm bán quân sự chính ở nước này, lực lượng hỗ trợ nhanh, đã đồng ý về một thỏa thuận ngừng bắn 7 ngày do chính phủ nước láng giềng Nam Sudan làm trung gian. Tại cuộc họp báo ở thủ đô Suba ở Nam Sudan hôm 2 tháng 5, bà Pauline Alhomalok, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nam Sudan cho biết lệnh ngừng bắn được tư lệnh lực lượng vũ trang Sudan ông Adel Fattah Al-Buhan và chỉ huy các lực lượng hỗ trợ nhanh RSF ông Mohamed Hamdan Dagalo nhất trí kéo dài từ ngày 4 tới ngày 11 tháng 5. Theo nữ ngoại giao Tổng thống Nam Sudan San Vakia trong cuộc điện đàm với hai tướng lĩnh đứng đầu, các bên tham chiến ở Sudan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một lệnh ngừng bắn kéo dài và một giải pháp toàn diện và nhanh chóng cho tình hình hiện nay. Bộ Ngoại giao Nam Sudan thông tin thêm rằng hai bên cũng đồng ý cử đại diện tham gia các cuộc đàm phán hòa bình được tổ chức tại bất kỳ địa điểm nào mà họ chọn. Cuộc xung đột ở Sudan hiện đã bước sang tuần thứ ba với những màn đụng độ, vũ trang ác liệt chủ yếu tập trung tại thủ đô Khartoum. Bộ Y tế Sudan cũng đã cho biết họ ghi nhận hơn 500 người thiệt mạng và khoảng 4.100 người bị thương do giao tranh. Xung đột cũng đã làm bùng phát làn sóng di cư ồ ạt từ Sudan sang các nước láng giềng như là Ai Cập, Ethiopia, Cộng hòa Chad và Nam Sudan. Đáng chú ý, hãng tin Reuters đã dẫn lời một quan chức chương trình Lương thực Thế giới hôm 2 tháng 5 cảnh báo xung đột tiếp diện ở Sudan có thể gây bất ổn cho toàn khu vực Đông Bắc Châu Phi. Đến nay, giao tranh cũng đã buộc hơn 100.000 người phải rời khỏi Sudan và cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng hơn. Các điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc nói rằng cuộc xung đột có nguy cơ biến thành một thảm họa lớn khi các nước láng giềng nghèo khó của Sudan phải đối phó với khủng hoảng người tị nạn. Song song với đó, trên khắp Sudan, các tuyến đường viện trợ bị gián đoạn nghiêm trọng, trong khi 2 phần 3 dân số này cần sự hỗ trợ từ bên ngoài từ trước xung đột. Bà Brenda Kariuki, người phụ trách truyền thông khu vực của chương trình lương thực thế giới, nói với Reuters rằng hiệu ứng lan tỏa của xung đột tại Sudan đối với khu vực là rất đáng kể. Đây là mối lo ngại thực sự. Chúng ta cần phải tìm kiếm hòa bình, tìm cách giải quyết xung đột để tránh gây ra bất ổn toàn khu vực. Bà nói thêm. Ngày 1 tháng 5, chương trình lương thực thế giới đã nối lại hoạt động ở Nam Sudan sau khi tạm ngừng hỗ trợ để đánh giá an toàn vì ba tình nguyện viên của tổ chức đã thiệt mạng thương tâm do giao tranh vào giữa tháng 4 vừa qua. Bà Karyuki cho biết chúng tôi đã phải tạm dừng hoạt động để đánh giá xem liệu có an toàn để tiếp cận những người cần chúng tôi nhất hay không. Nữ quan chức cho biết thêm, an toàn là mối quan tâm chính khi họ cố gắng khởi động lại hoạt động cứu trợ. Vừa qua, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh, ông Joseph Borrell đã cảnh báo Kosovo và Serbia sẽ gia tăng căng thẳng sau khi hai bên không thể thống nhất được biện pháp giảm xung đột ở phía bắc Kosovo có nhiều người Serbia sinh sống. Từ tháng 3, Kosovo và Serbia đã đồng ý thực hiện thỏa thuận do Liên minh châu Âu hậu thuẫn để cải thiện quan hệ, nhưng vẫn không có tiến triển. Khoảng 50.000 người Serbia sống ở phía bắc Kosovo đã từ chối công nhận các thể chế của Kosovo như cơ quan cảnh sát, tư pháp hay chính quyền địa phương. Những người Serbia này đã tẩy chay cuộc bầu cử địa phương do chính quyền Kosovo tổ chức. Ông Borrell cho biết EU đã thúc đẩy Thủ tướng Kosovo Arbin Kurti và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tìm ra giải pháp để người Serbia ở phía bắc Kosovo nhanh chóng tham gia các thể chế tại nơi họ sinh sống. Trong cuộc đàm phán, hai nhà lãnh đạo đã không đồng ý những quy định về quyền tự trị mạnh hơn cho các thành phố có đa số người Serbia sinh sống. Đây là điều kiện do người Serbia đặt ra để họ tham gia vào các thể chế của Kosovo. Thủ tướng Curti tuyên bố sẽ không đồng ý với đề xuất này vì nó giống như đang thiết lập lại một cộng đồng Spaka thứ hai do người Serbi thống trị trong lòng Kosovo. Tuy nhiên, Kosovo và Serbi đã đồng ý hợp tác tìm lại những khu trôn cất trong cuộc xung đột giai đoạn 1998-1999 để xác định hài cốt của những người vẫn còn mất tích tạm kết lại những căng thẳng của chính trường thế giới tiếp tục chương trình sẽ là những tin tức xã hội nổi bật thưa quý vị gần đây các đội lặn của Croatia cũng đã tham gia và nỗ lực làm sạch các vùng nước nông quanh đảo Emjad thuộc biển Adriatic của nước này nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm biển họ đã trục vớt được hơn một tấn rác thải đảo Miljev nằm ở phía tây bắc thành phố du lịch nổi tiếng Dubrovnik theo thợ lặn Marco Pogatina Nơi này đóng vai trò như một con đập tự nhiên, cuốn rác thải dưới biển từ phía nam lên phía bắc. Như một phần trong nỗ lực làm sạch biển, các thợ lặn sẽ thu gom rác thải, phân loại chúng và bỏ vào các túi có màu sắc khác nhau. Hầu hết rác được thu lượng là thủy tinh và nhựa, một số khác là lốp xe ô tô, gỗ và kim loại phế liệu. Mặc dù hoạt động làm vệ sinh biển được tiến hành thường xuyên, tuy nhiên theo nhà khoa học Pero Totman vấn đề ô nhiễm sẽ không thể giải quyết cho đến khi xác định được nguồn rác thải ra biển Adriatic. Vị chuyên gia đồng thời nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc thiết lập một kho dữ liệu chứa số lượng và loài rác được thu gom từ đáy biển. Điều này sẽ đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ thiết kế các chính sách giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm biển còn tại Indonesia, theo Reuters, 21 con rùa biển xanh có nguy cơ tuyệt chủng đã được cảnh sát nước này giải cứu khỏi tay của một kẻ săn trộm. Những con vật này đang tạm thở ở một trung tâm bảo tồn trước khi được thả về môi trường tự nhiên. Lực lượng chức năng ở đảo Bali đã thực hiện cuộc đột kích vào nhà của một người đàn ông địa phương 46 tuổi sau khi họ nhận được nhiều phản hồi từ người dân về việc nghi ngờ đối tượng buôn bán trái phép rùa để lấy thịt. Cảnh sát cho biết, họ đã tìm thấy nhiều con rùa với các kích thước khác nhau trong một bể chứa. Người đàn ông hiện đối mặt với bản án 5 năm tù giam cùng với khoản tiền phạt hàng trăm triệu rupee, ước tính tương đương với 6.800 đô la Mỹ. Đầu năm nay, hải quân Indonesia đã giải cứu được 43 con rùa khác khỏi tay những kẻ săn trộm trong một cuộc tuần tra định kỳ trên vùng biển đảo Bali. Rùa xanh là một trong những loài rùa biển lớn nhất thế giới quần thể loài này đã giảm đáng kể trong những năm gần đây do nạn săn bắn, bị mất nơi làm tổ hay vướng vào các ngư cụ. Rùa biển xanh cũng là nạn nhân của cuộc khủng hoảng ô nhiễm rác thải nhựa đại dương vốn đang ngày càng nghiêm trọng. Những con rùa sẽ không thể sống sót nếu ăn phải một lượng lớn nhựa. Cũng theo Reuters, cá sấu Cayman sống trong các dòng kênh và sông hồ của thành phố Rio de Janeiro đang bị đe dọa nghiêm trọng do tình trạng ô nhiễm và nạn săn bắt bừa bãi. Reuters ghi nhận, trong số vô vàng rác nhựa trôi nổi trên mặt nước ở thành phố của Brazil, có một vài con cá sấu caiman ngụy trang kín kẻ. Môi trường sống của chúng ở các dòng kênh đã bị rác nhựa xâm chiếm. Chưa hết, cá sấu caiman còn là nạn nhân của tình trạng săn bắt trái phép để làm thức ăn. Đáng nói là, theo nhà sinh vật học Mario Moscali, bất cứ ai ăn thịt cá sấu caiman ở Rio đều có nguy cơ mắc bệnh vì độc tố do vi khuẩn lam tạo ra không thể loại bỏ dù thực hiện bất kỳ cách xử lý thịt nào. Vào ngày 18 tháng 4, cơ quan môi trường của thành phố đã phát động một chiến dịch trấn áp nạn săn bắt trái phép trong khu vực. Một thông tin thú vị khác hôm 29 tháng 4 vừa qua, người đàn ông tên là Zhang Sufen đã thành công bay qua Thiên Môn Sơn, có nghĩa là cổng trời ở thắng cảnh nổi tiếng thuộc Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Anh Zhang cũng là người đầu tiên ở Trung Quốc thực hiện cú nhảy Wingsuit Flying cực kỳ liều lĩnh này. Queen là môn thể thao mạo hiểm sinh tử được phát minh vào cuối những năm 1990. Người chơi khoác lên mình bộ trang phục thiết kế từ chất liệu siêu nhẹ và nhảy xuống từ các vị trí cao như đỉnh tháp, nhà chọc trời, đỉnh núi, sau đó uống lượng trong không trung rồi tiếp đất bằng dù. Queen được đánh giá là đỉnh cao của các môn thể thao mạo hiểm, đòi hỏi người tham gia phải có thể lực tốt và thần kinh thép. Vừa qua gian nhảy xuống từ trực thăng ở độ cao gần 2.200m tại Thiên Môn Sơn, hang động tự nhiên trên núi cao nhất thế giới anh đã thành công bay qua cổng trời với tốc độ 180 km trên Khi gian lập kỳ tích, mọi người ở phía dưới đã cổ phủ và vỗ tay ẩm Mỹ, khen ngợi chuyến bay vô cùng ấn tượng. Sau đó, gian tiếp tục bay lượn và hoàn thành xuất sắc thử thách, đáp xuống điểm hạ cánh một cách dễ dàng. Một du khách ở trường gia giới cho biết, tôi rất phấn khích vì đây là lần đầu tiên tôi được xem screen suit flying ngoài đời thực. Trước đây tôi chỉ xem qua video. Một du khách khác bày tỏ, tôi chỉ kịp nhìn thấy một bóng hình bay phục qua trong nhảy mắt, tôi cảm thấy rất sốc. Hang động Thiên Môn Sơn có chiều cao 131,5m, rộng 57m và sâu 60m, nằm cách mặt đất hơn 1.300m. Vận động viên người Mỹ Jeff Collis đã bê qua hang động vào tháng 9 năm 2011, là người đầu tiên thực hiện thử thách nguy hiểm này. Thưa quý vị, để chào mừng tháng di sản của người Mỹ gốc Á và các đảo Thái Bình Dương, AAPI. Barbie đã cho ra mắt búp bê Anna May Wong, bà được biết đến là người hoa tiên phong tại kinh đô điện ảnh Hollywood trong thời kỳ phân biệt chủng tộc và định kiến công khai. Bộ sưu tập này là một phần của series Barbie Inspiring Woman của công ty nhằm tôn vinh những hình mẫu phụ nữ trong lịch sử và hiện tại để truyền cảm hứng cho các thế hệ bé gái trong tương lai thông qua trò chơi búp bê. Anna May Wong, sinh năm 1905 tại Los Angeles với tên là Wong Liu Tishan. Bà được chọn vào vai phụ đầu tiên trong phim The Red năm 1919 ở tuổi 14 và vai chính đầu tiên vào năm 1922 trong The Tale of the Sea. Bà tiếp tục xuất hiện trong hơn 60 bộ phim với hàng loạt thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Anna May Wong được vinh danh trên đại lộ danh vọng Hollywood vào năm 1960. Bà cũng là người diễn viên chính người Mỹ gốc Á đầu tiên trong một chương trình truyền hình Mỹ, với vai diễn trong The Gallery of Madame Liu Song năm 1951. <laughs> <laughs> Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Con Huy xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình toàn cảnh quốc tế lần sau.